Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin thân chào quý con cái Chúa, thật cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, Chúa cho tôi có cơ hội được tâm tình lời Chúa cùng quý bà anh chị em. Cảm ơn mục sư trưởng của chúng ta đã cho tôi phép tôi có cơ hội cùng chia sẻ tâm tình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta khao khát hội thánh của chúng ta được phấn hưng. Chúng ta khao khát chức vụ đời sống của mình cũng được phấn hưng, gia đình mình được phấn hưng. Chúng ta khao khát một đất nước á, của chúng ta được phấn hưng. Một cái bài hát của chúng ta thường hát là xin Chúa ngài đổ cơn mưa cuối mùa đến trên hội thánh của Chúa. Đó là lòng khao khát, đó là hy vọng, cũng đó là đức tin của chúng ta nơi Chúa. Và chúng ta trông chắc rằng sẽ đến một cái kỳ thời điểm của Chúa thì ngài sẽ làm điều này. Như vậy, từ nay đến cái thời điểm đó đó thì chúng ta làm cái gì? Có phải chúng ta chỉ ngồi đó để rồi kêu gào, hay là chúng ta chỉ ngồi đó để hát những cái bài thánh ca này gì là đủ? Xin thưa không, chúng ta phải làm sao? Trong thời gian qua Chúa nhắc nhở tôi thế này: hãy chuẩn bị cho cái ngày đó và hãy huấn luyện dân sự của Chúa để khi đến ngày đó đó, mỗi một người Chúa chọn, một người quản nhiệm một hội thánh 200 người thì sao, 500 người thì sao? Mà trong khi đó ngày hôm nay thì không có cái chuẩn bị gì cho ngày đó là không được. Và chúng ta thấy một cái tình trạng xảy ra trong thế giới ngày hôm nay, đó là thật giả, giàn thao lẫn lộn, phải không? Khi chúng ta nhìn vào trong hội thánh, nhìn vào trong cộng đồng cơ đốc, cái hội thánh của Chúa đó, không phải hội thánh chúng ta không, nhiều hội thánh khác, chúng ta thấy mục sư giả cũng rất là nhiều, mà tín đồ giả còn nhiều hơn. Thì hỏi làm sao Chúa Thánh Linh thăm viếng hội thánh của Chúa khi người ta vẫn còn giả tạo như vậy? Hỏi anh chị em có phải không? Tôi muốn nói đời sống của chúng ta đây, hãy kiểm tra xem mình có thật không, hay là giả, hay là giả giả, thật thật, thật thật, giả giả. Đây chủ đề tôi chia sẻ đơn giản thôi: người thật việc thật, người thật việc thật. Chúng ta xem trên trang mạng tràn lan những ngày vừa qua, chúng ta thấy những người đi tu, có những người tu bây giờ lộ ra, trước giờ họ tưởng đó là họ tu thật, nhưng bây giờ lại là tu giả. Thì cái người mà chúng ta xem á, tưởng đâu là tu thật thì là cũng giả luôn. Chúng ta thấy rằng khi cái thần mà người ta đi thờ, người ta phụng sự đó, mà cái thần đó là không phải là chân thần, cho dù chúng ta có khổ tu, có làm đủ mọi cách để thờ cái thần đó, để mong đẹp lòng cái thần đó, thì cái chuyện mà chúng ta đi tu đó, cái sự đau khổ của chúng ta cũng là giả, phải không? Chỉ là giả chứ không thể nào là thật được. Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ có một người duy nhất là thật, đó là Chúa Giêsu. Ngài là đường đi, Ngài là chân lý, Ngài là sự sống. Chẳng phải ta thì không ai được đến cùng Chúa. Chẳng có thần nào đem sự cứu rỗi cho con người, duy nhất chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu chúng ta mà thôi. Amen nghe. Chúng ta đừng quá tập trung vào những cái chuyện mà không phải chuyện của mình. Trong đó chuyện của mình không lo, đúng không? Đức tin của mình đặt nơi Chúa thì chúng ta lại không có quan tâm, mà chúng ta chỉ quan tâm toàn là những cái việc gì không đẹp lòng Chúa không. Phần đoạn Kinh Thánh tôi muốn cùng tâm tình, cùng học lời Chúa quý bà anh chị em, đó là trong sách Thánh Linh Mát đoạn 1. Đây là một phần đoạn cũng khá dài, từ câu 1 cho đến hết đoạn luôn, là đến câu số 45. Nhưng mà tôi xin chia sẻ một vài ý trong đây Chúa muốn dạy dỗ cho tôi. Câu Kinh Thánh nền tảng là được viết ở trong Matthew đoạn 28. Tôi xin đọc từ câu 18 đến câu số 20. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết thảy quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta ở trong sách Tin Lành Mát đoạn 1 thì có hai ý thôi. Thứ nhất, từ câu 1 đến câu số 8 á, thì tôi muốn cùng tâm sự cùng quý hội thánh của Chúa, đó là Chúa Giêsu là thật. Giới thiệu một đấng chân thật. Và từ câu 9 đến câu số 45 á, thì
cả cái phần này cho chúng ta thấy rằng việc làm của Chúa Giêsu là thật. Và Chúa Giêsu là tấm gương, là một người chân thật, một người thật và làm thật để tôi và quý bạn chị em làm theo. Ngày hôm nay có nhiều điều chúng ta học để thành công. Có rất nhiều trường, có rất nhiều cái kinh nghiệm để chúng ta học để thành công. Và cũng có nhiều nhân vật để chúng ta cũng tin và chúng ta học nơi họ để chúng ta thành công. Nhưng mà có một vị mà chúng ta cần phải học, đó là ai? Chúa Giêsu. Cho dù chúng ta học vị này vị kia, nhưng những cái vị đó không nói về Chúa Giêsu ở trong đó, thì cái sự thành công của họ chỉ cho một thời điểm nào đó thôi. Nhưng mà tôi và anh chị em cần phải học ngay cái người thầy của chúng ta, đó là Chúa Giêsu, là Đấng, là Thần, là Chúa, là Cha, là bạn, là Đấng đã chết thế và đền tội cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở trong lời của Chúa được viết trong Sử Ký thứ 2, đoạn 12 từ câu 9 đến câu số 10. Ở đây có nói một cái câu chuyện, đó là ông vua Sisak người Ai Cập, khi ông lên ông đánh chiếm đoạt các báu vật ở trong đền thờ của Chúa đó, và ông cướp đi những cái vật đó, trong đền thờ của Chúa là những cái khiên bằng vàng và những cái của báu ở trong đền thờ của Chúa là bằng vàng. Nhưng sau đó đó, ông vua Roboam ông đã làm những cái đồ vật đó nhưng mà không phải bằng vàng mà bằng đồng. Ông làm lấy đồng để thay thế. Và trong đền thờ của Chúa, trong nơi thánh của Chúa, những cái vật mà được gọi là thánh này đó, thì Chúa nói rằng không có làm bằng đồng, bằng thau gì đó, mà phải làm bằng vàng. Nhưng mà ông vua này có thể bị mất tài sản nhiều quá, không có tiền hay sao không biết, mà ông đã làm bằng cái đồng để thay thế. Đó. Tôi nghĩ đây là cái điều mà Chúa không đẹp lòng. Chính chỗ đó vương vấp của ông không được phước hạnh gì hết. Chúng ta thấy Chúa muốn nhìn tôi và quý bà anh chị em khi đến với Chúa. Nói tới vàng là nói đến sự thánh khiết, nói đến vương quyền, nói đến cái sự tốt lành. Nói đến cái gì đó nó có giá trị vô cùng. Nói đến vàng là nó có giá trị. Chúa muốn tôi và anh chị em khi đến với Chúa, khi tin về Chúa, đời sống của tôi và quý bà anh chị em phải là vàng. Và những công việc làm của chúng ta đó cũng phải là vàng. Nếu mà anh chị em là người giả thì không thể nào làm cái việc thật được. Giả thì sớm muộn, tôi dù thế nào cũng làm việc giả thôi. Kinh Thánh cho nói rằng là những đến ngày cuối cùng của Chúa, lửa sẽ chỉ ra những cái động cơ nào đó mà không đến từ Chúa là được gọi là gì? Cỏ khô, rơm rạ, nó không có giá trị gì hết. Lửa thiêu rụi hết, chỉ có vàng đó thì nó mới có giá trị và nó lại có đời đời hơn. Đó, người thật thì mới làm cái việc thật được. Còn cái người giả thì tôi tin chắc rằng không thể làm. Tôi tâm tình chia sẻ không có ý đó là soi mói ai, chỉ trích ai. Nếu chúng ta cảm thấy mình có hơi lợn cợn hay giả giả gì trong đó đó, thì nói Chúa ơi xin Ngài tha thứ cho con. Đừng có đi ra cửa nắm đầu chờ tôi ra bụp là kỳ lắm. Có một lần anh chị em biết cái tôi chia sẻ xong có cái anh này anh ra nói thế này. Bài giảng của mục sư ông soi mói tôi dữ. Mà thật sự tôi cũng không nghĩ là anh đó, mà tôi cũng đâu có quan tâm cái chuyện anh đó đâu. Nhưng mà tối đó Chúa bật khải tôi một cái khải tượng và tôi nói cái khải tượng đó đó. Thì không ngờ nó đụng vào cái anh đó. Chúa muốn chúng ta hãy làm gì? Khiêm nhường lắng nghe. Nếu điều Chúa dạy dỗ chúng ta thì chúng ta xin Chúa ngài tha thứ và sửa chúng ta lại để chúng ta trở thành có giá trị hơn ở trước mặt Chúa. Ở đây chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh Thánh từ đoạn 1 từ câu 1 đến câu số 9 á. Dân là một người được Chúa sai đến trước Chúa Giêsu 6 tháng. Và ông được gọi vào trong đồng hoang. Ông ăn mặc thì thật sự không phải là vải gắt người ta dục bên đường hay là lụm nha trang nghĩa địa gì đâu. Đúng nghĩa là ông ăn mặc bằng cách gì? Áo là da lạc đà, lông lạc đà. Rồi ông ăn bằng gì? Không phải ăn cơm, ăn chay chân mà ông ăn chấu chấu. Đúng là ông này cũng dữ hơn nữa nha. Rồi ông đi bằng cái gì? Đó, chúng ta thấy cuộc đời của ông Giăng Báp-tít là một người thật sự là thô ráp, phải không? Là một người đơn sơ, là một người ta nhìn vào người ta thấy không có một cái chút giá trị nào hết á. Bởi vì cái giá trị thì không có chút xíu gì ở phía bên ngoài chứ. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều đó là gì?
khi ông làm bắp tem và khi ông kêu gọi người ta ăn năn trở lại để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì từ các nơi họ đến ùng ùng đến với ông. Ông không cần phải dùng là YouTuber hay là TikTok hay là Facebook hay là Messenger để mà cuốn hút người ta. Lúc đó có cái vụ đó không? Không bao giờ có. Mà ông chỉ đơn giản làm chuyện gì? Ông làm cái chuyện của ông đó thôi, là bắp tem người ta để ăn năn tội thôi. Phải không? Và cái ông nào mà đến với ông nào có tội đến với ông làm gì? Ông nói rất là mạnh phải không? Hãy ăn năn. Nếu không ăn năn là cái búa kề gốc cây cạt. Người ta nghe ta thấy thốn không? Ta thấy sợ không? Nhưng mà ông nói vậy đó, nhưng mà người ta lại thích ông. Người ta vẫn đến với ông để người ta xin được sự thương xót và xin được sự tha thứ. Đó. Ông lại giới thiệu một người đến sau ông. Ông nói rằng tôi không đáng xách giày cho ngài. Ta làm bắp tem cho các anh chị em bằng nước, nhưng kẻ đến sau ta sẽ làm bắp tem cho ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và dân đã làm điều này thì xuất hiện một đấng mà ông đã ước ao, ông đã trông chờ, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến với ông và Chúa Giêsu chịu làm bắp tem. Ông nói rằng thầy tôi không thể nào làm điều này, nhưng Chúa Giêsu nói sao? Ngươi phải làm cho chọn. Ngươi làm đi, đó là cái điều ngươi phải làm. Chúa Giêsu là đấng chân thật. Ngài đến thế gian này, Ngài là từ trời được thiên sứ báo mộng cho một cô trinh nữ tên là Maria. Tên Ngài được đặt bởi thiên sứ là Giêsu. Tên Ngài là Giêsu, là đấng cứu thế đó. Và Ngài được sanh ra đến cái thời điểm Ngài phải chịu báp tem thì Ngài vâng phục Chúa, Ngài vâng lời Chúa để chịu báp tem. Có ai trong chúng ta ở tại đây là mục sư rồi chưa chịu báp tem chưa? Nếu mà làm mục sư rồi mà chưa báp tem là giả đó. Phải thừa phải không? Nhưng mà có những anh em tôi, anh đang chấp sự rồi đấy anh chém. Anh đang tâm sự với tôi, nói rằng là em làm chấp sự nhưng mà em chưa làm báp tem. Hỏi sao vậy? Tôi tin Chúa từ nhỏ. Rồi sau đó lớn lên như nhà thờ trung tín rồi xong cái đầu là quên làm báp tem. Mà làm báp tem sợ quê. Thế là vậy, để vậy luôn. Xin hỏi các anh chị em à. Câu này hơi thừa đó, nhưng mà nó cần thiết. Sẽ có những người đến với chúng ta, họ tự xưng mình là mục sư. Họ cũng tự xưng là thầy, nhưng mà họ không có chịu làm báp tem. Những cái giáo sư giả cũng sẽ đến, những cái tiên tri giả sẽ đến, những kẻ lừa dối sẽ đến với chúng ta, nhưng mà họ không chịu cái điều này đâu. Hãy cẩn thận anh chị em, trong ngày cuối cùng này mình không biết được đâu, thật thật giả giả thật thật nó lẫn lộn dữ lắm. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chẳng những Ngài vâng phục, Ngài chịu báp tem, còn Ngài làm gì? Điều kế tiếp là gì? Ngài chịu phục để bước vào trong đằng vắng để chịu cám dỗ. Hay là nói đơn giản là sẵn sàng chịu thử luyện, là thử thách. Bất cứ một cái chức vụ thật nào cũng vậy chứ, là cần phải có một cái giai đoạn thử luyện. Còn anh nói học vị Chúa mà anh nói tôi học vị Chúa thì chưa có thử luyện, chưa có được Chúa Ngài sàng sải, được Chúa chứ. Hãy cẩn thận cái chừng đó, cái gì đó. Tôi rất là cảm ơn Chúa, rất là cảm ơn các tôi tớ của Chúa là những người hầu vị Chúa trước chúng ta. Hãy cảm ơn các vị này. Một lời cảm ơn thật đáy lòng của chúng ta là gì? Đó là sự hy sinh, sự chịu khổ của các đệ tớ của Chúa. Chịu bắt bớ, và thậm chí có những người bị đánh đập và đổ máu nữa. Để chi vậy? Để vì cớ họ muốn gao giảng phúc âm, họ giữ đức tin. Người anh em chúng ta là mục sư Trương Thanh Tùng ở đây. Tôi thấy quý vị đã biết mục sư. Có lần mục sư đến chia sẻ một hội thánh mà chúng tôi trước đây cùng là chung với giáo hoàng. Thì ông đứa giảng xong thì vừa giảng xong cái người thân gia đình của anh em đó đến và họ đánh mục sư. Rồi họ dùng dây nịt họ đánh và anh em biết rằng là đầu ông đổ máu xuống và ông lấy ông chùi xuống cái đòn tay cái bên này nè. Máu ướt luôn. Cho anh em biết. Rồi có một tôi tớ của Chúa khi đi hầu vị Chúa xong cái đầu cái anh kia. Anh cầm dây nịt rút ra, anh quất vô cái đầu ông. Và máu chảy phía sau, nó nứt luôn cái đường này. Sự chịu khổ của các tôi tớ của Chúa trong những ngày đầu khủng khiếp lắm. Điều đặc biệt như ngày hôm nay họ vẫn ngồi ở đây. Chúng ta thấy điều gì? Họ thật hay giả? Thật hay giả chạy mất tiêu rồi. Phải không? Khi đối diện thử luyện, khi đối diện chịu khổ, đối diện thử thách thì họ vẫn trung tín, vẫn kiên định. Thời gian và sự thử thách đó sẽ là cái nấc thang hay là cái để chúng ta kiểm định các tôi tớ của Chúa đó anh chị em. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chịu cám dỗ bao nhiêu ngày? Chịu cám dỗ nha, 40 ngày, có nghĩa là
40 ngày con quỷ nó đến nó liên tục nó nói, chứ không phải là lâu lâu đến nói lần, không phải là ngày hôm nay nó nói rồi là ngày mai nó nghỉ rồi vậy, ra ban ngày nó nói không có. 40 ngày chịu nó cám dỗ, có nghĩa là cái con quỷ này nó cám dỗ Chúa Giêsu nhiều cách lắm. Đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu thắng hay là bại? Chúa Giêsu đã đắc thắng bởi lời của Ngài. Một người hầu vì Chúa sẽ đối diện những cái sự cám dỗ. Và chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa cho phép điều này xảy ra để sàng sải các tôi tớ của Chúa thôi. Để chi vậy? Bạn nào thật thì còn, bạn nào giả thì chạy luôn à. Cám dỗ rủ một cái đi. Đưa tiền tính vậy 30 triệu hay vậy 3 tỷ cái gì rồi. Thôi, mục sư em xin phép em rút. Hỏi sao vậy? Bên kia nó mời đến cám dỗ hay quá nhiều quá. Bên mục sư không có cái gì chứ. Có lần anh này anh em biết á, anh ở Vĩnh Long mà anh chạy đến nhà của tôi. Ông nói thế này: em nghe mục sư được ơn, em rất là khao khát muốn cùng hầu vị Chúa chung với mục sư. Nhưng mà nãy giờ nghe mục sư tâm sự em thấy mục sư không có gì hết. Thôi xin phép mục sư ngày hôm nay chắc cũng là ngày cuối cùng mình gặp. Tôi nói thôi vì cảm ơn anh. Tôi nghĩ lần đầu cũng như lần cuối sẽ tốt hơn cho chúng ta. Hỏi anh chị em, người đến với Chúa đó, hay người là con cái của Chúa đã chịu thử luyện. Chúa Giêsu là Chúa, là cha của chúng ta, là đấng mà được cái trời sai xuống, Ngài cũng phải chịu thử luyện. 40 ngày kỳ ngang. Nói về Ngài phải chịu sự đau khổ về phần xác đó nha. Sự hành hạ với cơn đói đó, Ngài phải chịu đó. Tôi cũng đã tâm sự trên em nhiều qua về vấn đề là tôi không phải được Đức Thánh Linh đưa đến cái chỗ để mà kiêng ăn đâu. Tôi bị ép vào cái chỗ là phải kiêng ăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa thương xót và giải cứu với tôi và gia đình tôi. Đó là một cái điều đặc biệt đó anh chị em, cảm ơn Chúa. Những điều mà Chúa Giêsu đã làm và những điều Chúa Giêsu xuất hiện đó đã minh chứng cho chúng ta biết rằng Ngài là thật. Sách Mác, Giăng Mác, ông đã ký thực lại một cách rất là chi tiết về nói về Chúa Giêsu ở tại đây. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu Ngài chịu báp têm, rồi Ngài chịu cám dỗ, rồi sau đó Chúa Giêsu Ngài mới bước vào trong cái chức vụ để rao giảng Tin Lành. Tôi và anh chị em ngày hôm nay hãy giữ mình trước những cái sự giả mạo của những anh em giả dối đến với chúng ta. Nếu mà chúng ta không có nhận dạng đó thì chúng ta sẽ dễ bị trôi dạt theo những cái sự giả dối của họ. Tôi muốn dùng điều này để nhắc nhở cho tôi quý bà anh chị em hãy kiểm tra đâu là vàng thật và đâu là đồng thôi. Nó có thể màu sắc giống giống nhau nhưng mà chất lượng thì nó khác nhau hoàn toàn. Một cái người hầu việc Chúa hay là một người từ nơi Đức Chúa Trời đến với anh em, đó là anh em phải kiểm tra người đó là người sẵn sàng bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Một cái người thật là không bao giờ sợ khi bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Chỉ có người giả mới sợ bước vào trong sự hiện diện của Chúa đó. Đến giờ cầu nguyện anh không bước vào trong cái giờ cầu nguyện, anh đi núp núp làm sao để làm gì? Rồi anh tìm cách để ngồi anh chùn mất tiêu. Nói sao vậy? Tại vì em bước vào trong sự sợ thờ phượng chút, em sợ quá. Lý do tại sao anh sợ? Tại mới có kẻ giả trong đó nó làm cho anh sợ chứ không gì. Khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, cái người thật là họ ham thích lắm. Họ ước ao được ở trong sự hiện diện của Chúa luôn. Mà thậm chí họ không quan tâm đến giờ chắc về là gì chứ. Đi cầu nguyện mà lâu trên đồng hồ, mấy giờ mà ông này nói dài quá vậy. Những người mà ở trong sự hiện diện rồi, họ cảm nhận là cái thời gian qua rất là nhanh và cái sự gần gũi của Chúa sao ít quá. Anh em có những giây phút này nào giống giống vậy đối với Chúa chưa? Hai người yêu nhau, nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ rồi, về nhà chia tay vẫn còn nhắn tin, em khỏe không nữa. Rồi mới nhắn tin xong cái đầu tới giờ cơm hỏi ăn cơm chưa? Phải không? Rồi tao giờ tới giờ ngủ hỏi anh ngủ chưa? Rồi cái cô ta nói giả bộ đây, em không được khỏe vậy mà tóc mông chạy đến thăm liền, hỏi sao? Em giả bộ. Vậy mà cũng hy sinh, vậy mà cũng chạy đến liền. Tại sao vậy? Họ muốn ở với nhau. Phải không? Cha mẹ ngăn cấm thật là mọi người có la chửi, làm tiếng ông mục sư mà có la cái đó là chuyện nhỏ. Chuyện với anh với em mới là quan trọng. Anh chị em, còn ngày hôm nay mối quan hệ chúng ta với Chúa như thế nào? Người mà có mối quan hệ với Chúa gọi là họ khao khát được ở trong sự hiện diện Chúa, cái đó là thật á. Tại vì Thánh Linh ở trong họ và Thánh Linh của Đức Trời được sự kết nối với nhau làm một, và linh của chúng ta và Thánh Linh của Chúa được kết nối vào nhau một, không thể nào mà gọi là xa nhau được anh chị em. Mỗi khi mà hội thánh có chương trình cầu nguyện đó thì anh em làm gì? Nó có sự thôi thúc, có sự nôn nóng ở trong lòng á, và chúng ta nói phải gặp anh em mà được, phải gặp thờ phượng Chúa mới được.
Và chúng ta cảm thấy là như ở nhà, cảm thấy như là nó trống vắng vô cùng, phải không? Có ai trong cái cảm giác đó không? Bây giờ mới mốt cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi nói anh chị em biết, ngày hôm kia là tôi phải chở ba tôi nhập viện. Ba tôi ổng tự nhiên xong mấy tuần nay rồi, ổng đi không được luôn. Ổng đi vệ sinh làm tại chỗ luôn, cái gì cũng tệ quá. Tôi có thể nói với mục sư là Hùng thế này là dạ xin mục sư em xin phép em nhà để em chăm sóc ba em. Nhưng mà khi tôi cầm điện thoại lên á, thì tự nhiên Chúa bảo tôi là dừng lại. Không là Chúa lo, chuyện của con là con cứ vâng lời. Rồi tôi sắp đặt cho em và tôi nói đi. Rồi nó cứ gọi điện thoại, rồi tôi cũng gọi điện thoại cho nó thôi. Mình giao phó cho Chúa. Nếu mà Chúa muốn ba sống á, thì cảm ơn Chúa. Còn nếu mà Chúa muốn ông về với Chúa thì cũng cảm ơn Chúa. Mình có vừa có đứng cái bên chân nữa, mình không kéo thế nào, kéo cái thêm cái tuổi ông về thêm được đâu. Thì thôi cái chuyện của mình còn sống, hãy làm công việc Chúa, hết lòng mà làm đi. Và tôi có mặt ở tại đây, lòng tôi rất là bình an và rất là vui mừng. Và tôi cũng không có một cái cảm xúc gì gọi là phiền, không cảm xúc gì lo lắng hết chứ. Và tôi nói anh chị em biết rằng ba tôi có thể chết ngày nay ngày mai đó, tôi cũng, đó là có thể. Nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa sẽ cho ông có thể sống thọ hơn, theo ý muốn của Chúa thôi. Còn cái chuyện của mình là mình cứ vâng lời thôi, mình đi thôi. Khi anh em muốn ở trong sự hiện diện của Chúa, anh em cảm thấy rất là khoái lạc, rất là thích thú anh chị em. Đó là cái người thật. Người kế tiếp nói gì? Đó là họ sẽ nói những cái gì mà Chúa nói và họ sẽ làm những cái gì mà Chúa làm. Cái người mà thật rồi đó, họ sẽ nói những gì Chúa nói và họ làm những gì Chúa làm. Hãy kiểm tra cái lời nói của những người đến với chúng ta. Họ nói cái gì cho anh em? Họ nói cái gì? Họ nói có lời Chúa không? Họ nói có danh Chúa Giê-xu không? Họ có nói về Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời không? Họ có nói Đức Thánh Linh là đấng không? Có nghĩa là kẻ giả tạo họ đến, họ làm giảm đi cái giá trị của Chúa Giê-xu. Thần tánh hoặc là nhân tánh, họ sẽ làm giảm đi giá trị của Đức Thánh Linh. Ngài không phải là đấng một quyền năng, là đấng mang thăng vị, mà Ngài chỉ là một năng lực hay sinh hoạt lực gì thôi. Người giả mạo của chúng ta, họ ai khác ở giữa dòng chúng ta đó anh chị em. Có một lần tôi mời cặp vợ chồng này đến hội thánh chúng tôi để dạy đàn. Tôi rất là thích hai vợ chồng này, tại vì rất là giỏi, tại vì họ học ở trong trường nhạc viện thành phố ra. Sau đó tôi mời đến để dạy. Lúc đầu chúng tôi học khoảng mười mấy người, cuộc đời còn có mình tôi. Sau này thời gian tôi mới biết rằng là hai vị này đã theo một cái hội thánh đó là Đức Chúa Trời một ngôi. Lòng chúng tôi cũng rất là buồn. Có một tôi tới của Chúa, ông đã từng hầu với Chúa chung chúng ta. Rồi ông cũng đến với tôi cũng mời ông đến mấy năm á. Rồi sau đó ông cũng thờ phượng Chúa, ông cũng rao giảng lời Chúa và ông cũng cầu nguyện chữa lành nữa. Tôi cũng rất là thích chức vụ của ông. Rồi sau này ông bẻ ngang, nói dọn theo giáo lý ân điển, duy ân điển. Ông làm mình cũng buồn. Hỏi anh chị em, họ không ai khác. Chúng ta biết rằng có thể họ sẽ ở giữa dòng chúng ta. Và anh chị em cần phải có một cái niềm tin kiên định vào trong Chúa Giê-xu. Và chúng ta được dạy, đã được học từ các tôi tớ của Chúa, từ các sứ đồ như thế nào. Đừng bao giờ để có ai đó lạ đến dẫn dụ chúng ta vào cái con đường sai trật. Người tà giáo họ đến với chúng ta, họ rao giảng, nhưng mà họ luôn luôn dùng những cái lời hù dọa, cấm kỵ. Họ cấm chúng ta cái gì? Họ cấm chúng ta nó là không được ăn cái này, không được làm cái kia, để bắt chúng ta là phải làm theo ý của họ. Nếu mà không làm đó thì mất sự cứu rỗi, thì bị đuổi ra khỏi thiên đàng, hay là không được cứu vân vân. Và những điều này nó sẽ làm chúng ta sợ hãi. Hỏi anh em hãy cẩn thận những điều này. Có một lần bên họ thấy Đức Chúa Trời Mẹ đến nhà của tôi. Rồi nó nói về Chúa Giê-xu tôi nghe chứ. Rồi cuối cùng người ta hỏi chứ anh, cái ông mà anh thờ là Giê-xu hay là ông An Sang Hồng? Ấp ứ hồi nói rằng ông An Sang Hồng. Thế là tôi đuổi ra khỏi nhà luôn. Có những người họ đến với chúng ta với cái sự giả mạo như vậy. Như vậy để anh em nhận biết cái người thật đến với chúng ta có phải là từ Chúa sai đến hay không á, thì thứ nhất là anh em phải nhìn xem họ là có sẵn sàng bước vào trong sự hiện diện của Chúa hay không hay thôi. Thứ hai là lời nói của họ và việc làm của họ, cách sống của họ đó có đúng theo điều của Chúa dạy không, thì anh em sẽ nhận ra thôi. Và cuối cùng là chúng ta nhìn vào những cái động cơ họ làm, những cái động cơ và những cái cách họ làm việc. Họ ở với chúng ta thời gian thì chúng ta cũng sẽ nhận biết. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà tôi muốn cùng tâm tình cùng quý ông bà anh chị em qua lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Phần thứ nhất. Phần thứ hai, tôi nói về là người thật thì phải làm việc thật. Cái người mà thật mà không thể nào làm việc giả được. Mà nếu mà họ lỡ làm việc giả một cái là họ ăn năn, họ khóc la với Chúa liền. Và họ mặc cảm, họ xấu hổ liền. Nhân đó thì người thật họ sẽ làm những công việc mà Chúa gọi họ. Và họ làm một cách hết lòng.
có một vài điều mà phân đoạn Kinh Thánh này chỉ cho chúng ta biết Chúa Giêsu Ngài đã làm điều gì ở tại đây. Có nhiều điều Ngài làm lắm, nhưng mà tôi xin có một vài ý mà Chúa dạy dỗ cho tôi. Thứ nhất, đó là Chúa Giêsu cho chúng ta một cái tấm gương, đó là cầu nguyện. Người thật là phải cầu nguyện thường xuyên. Thứ hai là Chúa Giêsu Ngài đi đến đâu thì Ngài giảng tin lành đến đó. Và có dấu kỳ phép lạ cặp theo. Giảng nhưng mà phải có phép lạ cặp theo. Đó là chữa lành, đuổi quỷ hoặc là nhiều cái phép lạ khác cặp theo. Nếu mà dạy dỗ không mà không có phép lạ cặp theo á, thì cái này nó giống như thầy Phai Si thôi. Hãy cẩn thận những điều đó. Và cái điều thứ ba, đó là Chúa Giêsu Ngài vậy đó mà Ngài phải đi thăm viếng, thấy không? Đừng có bỏ qua cái công việc thăm viếng. Chúa Giêsu có đi thăm viếng không? Có, Chúa Giêsu thăm viếng nhà đình của ai? Chúa Giêsu và Gia Cơ dân vào nhà của Simon, thấy không? Và anh ghê. Và tại đây Chúa Giêsu làm gì? Cầu nguyện cho bà gia của Phi-e-rơ, Ngài thăm viếng. Và cái điều cuối cùng đó là gì? Chúa Giêsu Ngài đi dọc mé biển, ra thấy Simon với anh ghê em người đương thả lưới dưới biển, và hai người vốn làm nghề chài. Chúa Giêsu bèn phán cùng họ, hãy theo ta. Điều thứ tư đó là Chúa Giêsu tương tác với mọi người. Bốn điều mà chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã làm. Và tôi và anh chị em, để cho chức vụ chúng ta thành công hay là kết quả cho Chúa đó, thì chúng ta đừng bao giờ khước từ hai cái điều này. Đặc biệt là đừng có chấp nhận cái sự giả mạo. Thứ hai là đừng bao giờ làm việc một cách lừa dối hay là phỉnh phờ người khác. Điều thứ nhất, một cái người mà làm việc thật á, là cái người đó phải có một đời sống cầu nguyện với Chúa. Khi chúng ta ở trong sự cầu nguyện với Chúa đó, thì đời sống của tôi và anh chị em nó sẽ có nhiều cái điều rất là được kết quả. Chúa Giêsu Ngài đã cầu nguyện 40 ngày. Có nhiều người nói rằng tôi cầu nguyện 40 ngày rồi, tôi không cần cầu nguyện chi thêm nữa, nhiều đủ rồi. Có phải không anh chị em? Không. Chúa Giêsu Ngài vẫn thường xuyên cầu nguyện với Cha của Ngài một cách riêng tư. Hay là sự cầu nguyện của Chúa Giêsu với Cha của Ngài là không thể nào dừng lại. Chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng là Đức Chúa Trời rồi, Ngài đâu cần cầu nguyện chi, phải không? Nhưng Chúa Giêsu có cầu nguyện không? Ngài vẫn cầu nguyện. Ngài phải cầu nguyện luôn đó. Như vậy nó cầu nguyện, nó là một cái sự nói chuyện với Chúa một cách mật thiết giữa Cha con. Chúng ta sẽ ôn lại giáo lý nha. Nhiều khi lâu quá làm mục sư, làm thầy, làm người học Chúa lâu năm quá tự nhiên giáo lý quên chứ. Hỡi anh chị em, có thể cầu nguyện kiên ăn, có thể cầu thai, và có thể cầu nguyện tập trung, và có thể cầu nguyện riêng tư. Đó, đó là những cách mà chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà trong sự cầu nguyện của anh em đó, thì anh em phải nói Giêsu Christ nha. Có nhiều người anh em ngày hôm nay cầu nguyện mà không nói từ Giêsu Christ đâu, chỉ nói amen là đủ rồi. Hãy cẩn thận, nhiều khi chúng ta quá quen trở thành là gì? Khinh lờn. Có một trường hợp chúng ta nè, khi chúng ta ở trong sự cầu nguyện với Chúa, ở trong sự gần gũi với Chúa, quen thuộc rồi, bắt đầu chúng ta khinh lờn Chúa, lờn mặt Chúa. Có những lúc mà chúng ta làm thầy giảng rồi, chúng ta bước vào trong sự hướng dẫn người khen thờ phượng lâu năm rồi, chuyên nghiệp rồi, chúng ta sẽ bỏ qua những cái chuyện đơn sơ nhất, bỏ qua những cái chuyện cần thiết nhất để chúng ta đến với Chúa. Và đây là điều tối kỵ cho người học vị Chúa. Hỡi anh chị em, hãy giữ mình trước những cái điều mà chúng ta có thể bỏ qua, để anh chị em hãy cẩn thận nha. Điều mà tôi và anh chị em khi bước vào trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được những cái điều gì? Khi anh em bước vào trong sự cầu nguyện, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài nhận được điều gì thì anh em sẽ nhận được điều đó thôi. Thứ nhất là gì? Khi anh em cầu nguyện, đó là hành động của đức tin. Người có đức tin, người đó mới cầu nguyện. Còn người không có đức tin thì anh không có cầu nguyện đâu. Chúng ta thấy có anh nào không có đức tin mà cầu nguyện không? Không. Anh chỉ tụng, anh niệm, anh làm gì chuyện anh thôi, chứ anh không bao giờ cầu nguyện. Mà người có đức tin là phải có cầu nguyện vậy thôi. Thứ hai, người cầu nguyện đó sẽ biến họ trở thành người có thẩm quyền. Anh em, khi anh em chúng ta cầu nguyện nhiều đó, cầu nguyện với Chúa trong mối quan hệ riêng tư mật thiết với Chúa nhiều đó, thì anh em không cần phải đi ra ngoài để đuổi quỷ mà chúng ta la hét khàn cổ đâu. Cái người nào ở gần sâu nhiệm với Chúa nhiều chừng nào thì đi ra ngoài giúp đỡ anh em mình, đặc biệt là những người có nhu cầu ở trong cuộc sống và nhu cầu cầu nguyện chữa lành giải cứu, họ nói rất là ngắn gọn và rất là đơn giản. Phải không? Chúng ta thấy một anh bên nhà thờ và cầu nguyện chữa lành chưa? Anh cầu nguyện dài lắm anh chứ. Người bệnh ở đây sao giờ lâu quá nè, em cầu nguyện lâu quá sao không hết. Tôi bệnh gần chết mà nhờ ông cầu nguyện cho hết đi mà tôi amen mà sao không nói quay. Đã người ta bị lên máu, người ta cảm thấy khó chịu trong người,
mà cái đến cầu nguyện mà kiểu nói gì đâu, toàn là thế giới, toàn là Iran, Iraq, đầu là Ukraine, không không có nói gì vấn đề. Anh làm ơn tôi bị bệnh đau bụng, anh nói cho tôi hết đau bụng coi, anh nói cái từ đau bụng giùm tôi cái coi, anh không nói cái từ đau bụng. Hỡi anh chị em, có một lần anh chị em tôi nghe cái anh này anh cầu nguyện mà tôi chờ anh, tôi bị đau lưng, hiểu không? Tôi chờ anh qua thì sao anh nói cái chữ đau lưng của tôi. Mà anh nói hồi anh nói amen. Mà tôi nói sao không thấy cái từ Chúa Giêsu nữa. Thế là có vấn đề rồi. Không? Bởi vậy anh chị em thế này, sự cầu nguyện của chúng ta đó nó sẽ khiến ta trở thành người có thẩm quyền. Dĩ nhiên chúng ta tin Chúa là Chúa sẽ ban cho anh em có thẩm quyền. Nhưng mà sự cầu nguyện của anh em ở khiến cho anh em ở mức độ rất là cao trong vấn đề thẩm quyền đó anh chị em. Điều thứ ba đó là khi tụi em cầu nguyện đó, anh em ở Chúa trong sự cầu nguyện đó, thì sự sức dầu của nó sẽ liên tục và nó sẽ gia tăng lên. Chúng ta rất là khao khát nhận được sự sức dầu từ các tôi tớ của Chúa. Được mục sư này, được mục sư kia là cầu nguyện chuyển giao hay đặt tay để té ngã, hay là được kinh nghiệm được một cái sự sức dầu nào đó. Nhưng chúng ta lại không có xây dựng cái mối quan hệ với Chúa riêng tư. Thì sự sức dầu đó không thể nào gia tăng và không thể nào là liên tục ở trong đời sống của chúng ta được. Không thể nào mà đến với Chúa trong kỳ kiên ăn này, về nhà thì nghiện Facebook, nghiện chơi game, rồi nghiện những cái gì trang mạng, rồi sau tới cái giờ cầu nguyện, cái đi cầu nguyện mà không có mối quan hệ nào với Chúa là không được. Anh em phải có mối quan hệ với Chúa từ khi anh em thức dậy. Lúc ngủ anh em phải có cái suy nghĩ với Chúa rồi. Và khi anh em bước vào trong giờ cầu nguyện này, ở nhà anh em dọc đường anh em đã đến đây đã có tinh thần cầu nguyện rồi. Và khi bước vào trong đây là sự cầu nguyện đã có sẵn rồi. Và khi rời khỏi cái giờ cầu nguyện tại đây thì dọc đường anh em phải vẫn có cầu nguyện rồi. Cầu nguyện có nghĩa là một cái lối sống mà liên tục ở trong đời sống của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta chỉ dành cho Chúa những cái giờ đã được ấn định, còn ngoài cái giờ đó thì chúng ta bỏ qua. Thì chúng ta không có thể nào ở trong gần với Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa được. Và không thể nào có sự sức dầu một cách liên tục được. Cầu nguyện sẽ khiến cho tôi và anh chị em có sức mạnh để bẻ gãy, phải mở trói những linh gian ác. Anh em ở Chúa cần gần với Chúa nhiều chừng nào đó, thì chúng ta thấy có những cái linh mà rất là mạnh. Và khi anh em cầu nguyện với Chúa thường xuyên đó, là chúng ta thấy cái lời cầu nguyện chúng ta nó rất là quyền năng, khiến cho những linh nó bị cột chói và nó bị bất phục liền. Những anh chị em trong bước đường mới tập tành giải cứu, hay là chúng ta chưa có kinh nghiệm giải cứu, chúng ta thấy có những cái linh mà anh em sẽ giải cứu rất là dễ. Chúng ta chỉ cầu nguyện một vài từ thôi là nó xuất ra. Nhưng Chúa sẽ nâng anh em lên ở mức độ cao hơn, để anh em có thể cầu nguyện được những cái linh dữ hơn, gian ác hơn. Và những cái điều đó xảy ra, mình sẽ kinh nghiệm là mình bị thất bại, mình làm không được. Để chi vậy? Để anh em hạ lòng xuống, để anh em gì tìm kiếm Chúa, kiên ăn với Chúa. Kinh Thánh cho nó rất rõ là có những cái căn bệnh, có những cái tà linh mà không có cầu nguyện kiên ăn thì không thể nào xử lý được đâu. Như vậy chúng ta có thể gọi mục sư này, có thể gọi cái người kia, nhưng mà cái người mà Chúa đưa đến anh em đó là Chúa muốn anh em xử lý đó, chứ không ai xử lý chẳng á. Và anh em phải là người gì? Đối nại với Chúa, cầu nguyện với Chúa, kiên ăn với Chúa. Không phải là kêu cái người bệnh là kiên ăn, mà chính mình là phải kiên ăn với Chúa nè. Có một lần có cái chị này, anh chị em biết không? Cái cô kia nó bị tâm thần và cũng bị tà linh đó. Cái chị này chỉ bắt cô ta là cầu nguyện là 7 ngày. Đã người ta khùng, người ta tâm thần, bắt người ta kiên ăn. Tôi nói chị sao chị kêu cô đó kiên ăn chi vậy? Cô nói rằng kiên ăn để cho con quỷ nó lòi ra. Chị lòi ra chứ con quỷ nào lòi? Anh chị em đâu phải như vậy là đúng đâu anh chị em. Phải không? Sự cầu nguyện á, nó phải xuất phát từ cái tấm lòng chúng ta, là chính chúng ta phải có xây dựng cái mối quan hệ với Chúa. Và khi anh em ở gần với Chúa trong sự cầu nguyện đó nha, thì cái sức mạnh mà Chúa ban cho anh em nó rất là lớn ở trong cái sự cột chói. Cầu nguyện anh em sẽ ở trong một cái chiều kích, gọi là một cái chiều kích thuộc linh nó rất là lớn. Có những cái suy nghĩ, có những lời nói, có những cái giấc mơ và có những cái khải tưởng bình thường á, anh em không có đâu, không có thấy đâu. Nhưng khi anh em bước vào dầm thấm với Chúa trong sự cầu nguyện, Chúa lại cho anh em có những cái chiều kích này. Anh em có những cái giấc mơ, có những khải tượng, có những cái sự mặc khải, có những cái ý tưởng và có những cái sự dẫn dắt của Chúa trong lời nói của anh em nó rất là đặc biệt. Và những cái điều đó khi nó được bày tỏ rồi, anh em mới cảm biết một điều là gì? Nhờ Chúa mà con mới làm được. Chứ không có Chúa thì chúng ta không thể nào làm được những cái gì mà gọi là mang tính chất là vượt mức bình thường của chúng ta. Khi anh em ở trong sự cầu nguyện thường xuyên, anh em sẽ làm được những việc mà bình thường mình không thể nào làm được. Tôi gọi đó là gì? Vượt mức bình thường. Là chỉ có sự cầu nguyện mà Chúa đã đến với anh em và Chúa đã khai phóng cái sự bế tắc trong anh em. Nhiều khi chúng ta đối diện những cái nan đề, đối diện sự khó khăn ở trong cuộc sống, phần lớn là chúng ta nhìn vào nan đề và chúng ta làm gì? Sợ. Và chúng ta khóc than và chúng ta gọi người này cầu nguyện, gọi người kia cầu thay.
Nhưng hỡi anh em, Chúa muốn anh em phải đứng trên cái năng đề đó. Hãy nói nó như thế nào? Hãy im đi, hãy lặng đi. Phải không? Chúa nói cho đức, Chúa nói dạy đức tin ngươi bạch hạt cải. Thì sao khiến nó như thế nào? Dời đi. Chứ không phải là nó lớn đến độ nó đè anh em xuống rồi nó làm cho anh em bị khốn khổ, bị ngợp thở. Có một lần tôi gặp một năng đề cũng lớn ở trong đời sống của tôi. Khi đối diện những cái nhu cầu của anh em á, thì tôi bị bế tắc. Thì trong giấc ngủ Chúa mặc khải tôi một cái điều này. Tôi là có một cái bóng đen á, nó lớn như lắm, nó đen như lắm mà nó mang hình con người, nó bóng đen mà mang hình con người nha. Tự nhiên nó ngược theo tôi. Mà tôi cảm thấy tôi sợ nó, tôi chạy hết cái căn phòng này, tôi chạy căn phòng khác. Mà nó có một luồng khói nó chạy theo hoài như vậy. Và khi tôi chạy đến đâu thì tôi cảm thấy phía sau tôi có một cái bóng đen đó là như vậy. Tự nhiên á, Chúa nhắc nhở tôi rằng tại sao con chạy? Hãy nói với nó, hãy biến đi. Trong giấc mơ Chúa bày tỏ tôi là hãy nói với nó, hãy biến đi. Và khi tôi nghe được tiếng đó tôi không còn sợ nó, tôi quay lại, hãy biến đi. Thì tôi thấy rằng là cái bóng đen nó tan dần và nó mất đi. David đối diện với Goliath như thế nào? Ông có sợ không? Mà trong khi đó tất cả mọi người khác đều phải sợ hết, phải không? Người ta sợ, người ta chạy, thậm chí nghe tới Goliath là ta rung lên, rung mà còn làm gì nữa, phải không? Năng đề nó đến để chi? Để chúng ta sợ hãi. Nhưng mà Chúa cho phép năng đề xảy ra không? Cho phép. Để chi vậy? Để kiểm định đức tin của anh em chúng ta như thế nào? Chúng muốn nhìn thấy cái cách thể hiện của anh em như thế nào? Chúng ta thấy cái cơn bão có xảy ra cho các môn đồ không? Có. Hay là bất cứ cái người nào mà đi học vị Chúa gọi là luôn luôn có những cái năng đề. Cảm ơn Chúa, ngày hôm qua mục sư cho chúng ta thấy rằng năng đề. Mà khi chúng ta ở trong Chúa thường xuyên thì năng đề nó trở lại gì không? Là bình thường, chỉ là thức ăn, chỉ là cái cơ hội để chúng ta mạnh mẽ trong Chúa thôi. Chứ không phải làm chúng ta sợ hãi rồi bỏ cuộc. Rất nhiều con cái Chúa ngày hôm nay, một số tôi tới của Chúa đã gọi điện thoại cho tôi nói thế này. Mục sư, em xin phép, em xin nghỉ hầu vị Chúa thời gian. Tôi hỏi anh chi vậy? Năng đề nhiều quá, em xin nghỉ. Tôi nói rằng nghỉ coi chừng mắt luôn á. Tại sao phải không? Anh mà nghỉ có nghĩa là anh sợ rồi, anh sợ thế là anh mắc à. Ở trong Chúa là không có nghỉ xả hơi anh chị em. Không có nghỉ xả hơi. Mà không có nghỉ để chờ giải quyết công việc. Công việc của anh em là Chúa giải quyết. Còn của anh em là gì? Cứ vâng lời và bước đi. Và anh em có quyền để cầu nguyện cho nó biến đi không? Có quyền cầu nguyện để nó ra đi khỏi. Có quyền cầu nguyện để nó biến đi khỏi chỗ khác mà. Khi tôi, Chúa cho tôi làm cái nhà thờ, anh chị em biết là tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và liên quan nhiều mặt lắm. Và đặc biệt là những cái mối quan hệ ở trong hội thánh anh em nó tự nhiên nó có nhiều cái xào xáo. Nhiều xào xáo đến nỗi rằng tôi nói rằng là không thể nào mà làm được nữa. Rồi tôi bắt đầu nói tiêu cực nha. Tôi nói tiêu cực. Tại vì khi năng đề nó đến thì anh em bắt đầu cảm thấy bực bội, khó chịu trong người. Rồi than trách, rồi buồn giận. Rồi lúc đó anh em sẽ nói tiêu cực. Và khi anh em nói tiêu cực thì ma quỷ nó chụp ngay cái lời mà anh em nói tiêu cực vừa thốt ra của anh em. Đó làm y chang những cái điều mà chúng ta nghĩ chúng ta nói. Thì như vậy lúc này là lúc mà tôi ra pháp phải một cái chuyện. Sau đó tôi ăn năn với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho con. Vì con đã trúng kế ma quỷ rồi. Đó là con đã đối diện năng đề và con không có tìm cách để dập tắt năng đề hay là nói cho nó đi, nhưng mà lại con làm gì? Làm cho nó lớn hơn. Nếu anh em tập trung vào năng đề, anh nói nhiều cái năng đề thì anh em đang làm gì? Vô tình làm cho năng đề nó sẽ lớn hơn, nó sẽ mạnh hơn. Và nó do cái sự cộng hưởng chúng ta vào. Cái đó là cái mà làm chúng ta khổ hơn thôi. Và ma quỷ nó chụp lấy cơ hội đó và nó hành động. Và Chúa nhắc nhở tôi rằng không, hãy dừng lại đi. Khi tôi quyết định tôi công bố cầu nguyện những cái linh và nó đang hành động ở trong hội thánh, linh xung đột nè, linh hiểu lầm nè, linh nghi ngờ nè, linh tham lam nè, những cái linh dối trá nè, những linh đạo đức giả nè, những linh hai lòng hai mặt nè, những linh mà ô uế vân vân. Tôi liệt kê tất cả những cái linh đó, tôi cầu nguyện. Hỏi anh chị em, sự cầu nguyện của anh em càng cầu nguyện thì sao? Những thế lực linh đang hành động ở trong hội thánh nó phải gì dư lại. Chứ là không phải chỉ ngồi cầu nguyện đuổi bình thường, hãy nói những cái tên đó, nó đang làm gì trong hội thánh đây? Nó đang làm gì trên cái từng người đấy? Hãy ra lệnh, hãy cầu nguyện để cho nó đi khỏi chỗ khác. Khi anh em cầu nguyện, anh thấy trong khi anh em cầu nguyện đó nha, thì Chúa sẽ hành động ngay cái lúc mà anh em cầu nguyện. Người đàn bà có một đứa con bị bệnh, con gái bị bệnh. Đúng không? Người đàn bà Canaan á, hay đàn bà Hy Lạp ấy, thì bà đến với Chúa, bà xin sự chữa lành. Đúng không? Nhưng mà Chúa nói rằng không, ta chỉ ban bánh cho con của ta thôi, còn không thể nào mà ban cho chó ăn được. Nhưng mà nó bà xin cái miếng bánh rụng từ nơi chủ nó gớt xuống thôi. Và Chúa Giêsu nói rằng đây là người đàn bà gọi là có đức tin lớn nhất. Hỡi anh chị em, Chúa muốn nhìn thấy đức tin của anh em khi anh em đối diện những nan đề ở trong cuộc sống. Hỡi những người nam, những người nữ, hỡi người hầu việc Chúa, hỡi mục sư, hỡi những người là mục sư nhiệm chức hay là mục sư thụ phong gì đó. Đừng phóng đại nan đề. Đừng nói về nan đề nhiều quá. Và hãy nói lời đức tin ngay cái chỗ nan đề.
hãy nói để cái ý Chúa được nên trên cái nan đề của chúng ta. Và Chúa muốn cho anh chị em phải nhìn thấy Chúa thật sự trong sự cầu nguyện của anh em. Chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mình kiêng ăn á, Chúa mới nhập vào người của mình. Còn mình không kiêng ăn, Chúa không nhập vô người đi Chúa khác. Không có vụ này đâu anh chị em. Phải không? Khi anh em tin Chúa thì Thánh Linh của Chúa ở đâu? Ở trong anh em rồi. Thì ngày hôm nay khi anh em được lớn lên theo Chúa nhiều năm như vậy, Thánh Linh ở đâu? Thì Ngài cũng ở trong anh em chứ đâu, Ngài đi chỗ nào đó đâu. Và khi anh em làm bất cứ việc gì thì Chúa cũng vẫn ở cùng anh em. Thậm chí có những lúc anh em yếu đuối, anh em không có cầu nguyện được, Chúa ở đâu? Chúa cũng vẫn ở trong anh em. Nhưng mà tội lỗi nó che khuất lại, khiến cho Ngài không thể nào hành động được gì. Anh em mà càng cầu nguyện, anh em sẽ rất là dễ nhận ra được sự yếu đuối của mình. Anh em mà càng cầu nguyện, anh em mới nhìn thấy được cái con người thật của mình. Còn nếu anh em mà cứ nhờ người khác cầu thai hoài đó, cái chuyện gì này, một sự cầu thai, mọi người cầu thai, kêu người ta cầu thai không mà mình không có chịu cầu nguyện. Nó có một cái tình hình, cái điều này xảy ra. Có một cái cô này trong hội thánh chúng tôi cũng vậy đó. Lúc nào có một sự cầu thai cho em. Rồi lúc đó tôi bực quá, nói thôi giờ cô cầu nguyện cho cô đi. Cô tự ái, cô giận, cô không nói chuyện tôi luôn. Cũng một thì ấy, khi giải cứu cũng vậy anh chị em. Có lần giải cứu cho cái cô này, khi đặt tay lên cái đầu cô nói tiếng lạ không? Cô cầu nguyện tiếng lạ, cô cầu nguyện cho cổ nhiều lắm. Tôi nói, cô làm ơn á, tôi cầu nguyện cho cô làm ơn cô dừng lại, đừng có cầu nguyện chứ. Phải không? Tại vì tôi cầu nguyện cho cô kêu tôi cầu nguyện cho cô phải dừng lại, đừng có cầu nguyện, để tôi cầu nguyện. Cô phải nghe cái lời tôi nói nè. Bây giờ tôi đang cầu nguyện mà cô cầu nguyện thì ai nghe? Mà thật sự anh chị em biết, từ khi tôi cầu nguyện vậy, cầu nguyện cho cổ kêu cô dừng lại, không cầu nguyện tiếng lạ, rồi không có cầu nguyện để cô yên lặng. Lúc đó là con quỷ nó lộn lên liền, vừa nói dứt câu là quỷ lộn lên gì liền. Tại sao vậy? Nó muốn cái cô này nè, phải không? Phải cầu nguyện, nhưng mà cái sự cầu nguyện của cổ là cầu nguyện giả mạo, để cho chúng ta có một cái sự đánh lừa là chúng ta tưởng người cha mình là thuộc linh lắm, nhưng mà thật sự chả có thuộc linh gì chứ. Bình thường không có cầu nguyện, nhưng mà khi kêu chúng ta cầu nguyện thì nó mới cầu nguyện thôi. Hả anh chị em? Thúc thiệt chứ, thật giả, giả thật, nó lẫn lộn lắm anh chị em. Chỉ có Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng ta thôi. Rồi trong cái sự cầu nguyện không là cũng có giả xuất hiện rồi. Anh em đừng nghĩ tiếng lạ là không có giả nha. Tiếng lạ nó cũng giả. Rồi thậm chí âm tứ có giả không? Cũng có giả luôn. Lời tiên tri cũng có giả. Thậm chí Giê-xu cũng có giả. Mục sư cũng có giả. Tín đồ cũng giả nữa. Nhưng mà tôi không phải nói điều này để anh em quá sợ. Đừng lo lắng. Khi anh em đặt niềm tin nơi Chúa một cách thật sự thì Thánh Linh của Chúa ở trong anh em, Ngài cho anh em biết phân biệt được đâu thật giả. Và khi anh em càng gần với Chúa trong lời của Ngài thì lời Chúa sẽ chỉ cho anh em biết. Khi anh em càng đọc lời Chúa, học lời Chúa, các câu tới của Chúa sẽ dạ cho anh em. Người mặc sống khiêm nhường trước mặt Chúa thì không bao giờ sợ lừa dối đâu anh chị em. Chỉ có anh kiêu ngạo anh mới bị lừa thôi. Tại anh kiêu ngạo anh không cần nghe hết trơn á. Không? Có nhiều anh em kiêu ngạo nói sao nè? Chúa dạy tôi. Em Chúa dạy, Thánh Linh phán em mà, cho em chỉ nghe mình Ngài thôi. Còn mấy ông kia là không tin ai chứ, toàn là thần học không à. Em chỉ biết Chúa. Nghe câu đó là thấy là sốc rồi, thấy là giả rồi đấy. Tôi nói thật anh xem biết, những anh em nào những ngày vừa qua nói câu đó đó, thì hãy hạ lòng xuống, hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con còn nhiều thiếu sót lắm. Con cứ tưởng vậy là thuộc linh lắm, nhưng mà không phải là đủ đâu. Sự cầu nguyện sẽ giúp cho tôi và anh chị em sẵn sàng vâng mạng lệnh của Chúa. Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này, Ngài vâng mạng lệnh của Cha Ngài, phải không? Và mạng lệnh của Chúa cho chúng ta là gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Cái người mà thường xuyên cầu nguyện với Chúa đó, ở trong cái sự hiện diện của Chúa, người đó là người rất là dễ vâng lời Chúa, làm theo mạng lệnh của Ngài. Anh em sẽ có liên tục có những cái sự mặc khải nếu Chúa kêu gọi anh em là người truyền giáo. Như ngày hôm qua một sư hỏi một câu đó là: làm thế nào nhận biết được một người có sự đói khát là Chúa? Thì tôi kể về cái chuyện của tôi. Rồi một sư nói về vấn đề đó là người đó là người Chúa sẽ đặt cho họ có những cái ước ao. Thật, một người mà có sự đói khát Chúa đó nha, khi họ ở trong sự cầu nguyện thường xuyên, Chúa sẽ đặt trong lòng họ có khải tượng, có sự ước mơ, có sự ước ao trái bỏng, và họ không thể nào mà dừng lại được. Họ phải làm cho bằng được, họ phải đầu tư hết sức để cho công việc như đó. Đó, mà tại vì Chúa đã kêu họ làm gì, Chúa kêu gọi họ làm gì đó. Tại vì họ thường xuyên cầu nguyện. Ở anh em ngày hôm nay người ta rất nhiều người chọn những tôi tới của Chúa, đặc biệt là những người gì không? Tiến sĩ, thạc sĩ, đủ thứ sĩ hết á.
mà chọn người có Thánh Linh thì không chọn. Chỉ có Thánh Linh là đấng mà ban cho chúng ta sự khôn ngoan và thông sáng. Vì Thánh Linh của Chúa mới dẫn dắt tôi tới của Chúa để hầu vì Chúa đẹp lòng Ngài. Dĩ nhiên tôi không có phải là phủ nhận cái vấn đề cái tri thức học vấn của anh em. Nhưng mà anh em không thể nào đuổi quỷ mà đưa cái bằng tiến sĩ này là nhân danh bằng tiến sĩ ta đuổi mày. Nó sẽ làm gì? Mang nhục mà thôi. Mình sẽ mang nhục mà thôi. Lý do nói sao? Tiến sĩ tao cấp nè. Phải không? Nó là nó khôn ngoan thôi anh em. Ma quỷ nó rất là khôn ngoan. Mà ma quỷ nó khôn là khôn quỷ. Khôn là khôn quỷ đó. Khôn lỗi đó. Hiểu không? Nhưng là chúng ta đừng bao giờ đến với anh em mình một cái kiểu khôn lỗi đó. Hiểu không? Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa đó, những cái áp lực mà chúng ta đang đối diện, chúng ta đang quản lý cơ nghiệp nhà Chúa, quản lý doanh nghiệp, quản lý gia đình, khi anh em càng cầu nguyện với Chúa đó, Chúa sẽ ban cho anh em có sức mạnh để chịu đựng cái áp lực đó, chứ không phải là đuổi đi đâu. Và anh em sẽ vượt qua, anh em có sự khôn ngoan để giải quyết một cách hiệu quả nhất. Anh em sẽ giải quyết một cách hiệu quả nhất khi anh em cầu nguyện với Chúa. Có một chị em này bị bế tắc tài chính. Bế tắc đến nỗi là nó không có căn đường nào để giải quyết được. Chị này nghe lời tôi là chị làm ơn, chị cầu nguyện với Chúa đi nghe. Và chị thường xuyên á, và chị đi đâu chị cầu nguyện tiếng làm thôi đi. Và chị hãy lắng nghe cho chút, chị phải lắng nghe nó là gì. Xin Chúa cho con cái ý tưởng nào từ Chúa để con giải quyết. Thì chị chụp lấy cái câu đó và chị nói tôi. Và cảm ơn Chúa nghe. Cái chị này chị làm y như vậy đó, chị chụp lấy cái lời đó, tự nhiên có ý tưởng đến chị nói tôi nghe. Và đó, ồ cảm ơn Chúa, đây là từ Chúa, chị hãy làm đi. Và khi chị vâng lời chị làm, Chúa cho chị được tự do anh chị em, được phước trước mặt Chúa. Có những điều nó sẽ đến với chúng ta, nếu mà chúng ta không có sự cầu nguyện với Chúa đó thì rất là khó để chúng ta có thể hoàn thành được. Sự cầu nguyện đem chúng ta có nhiều cái lợi ích. Và những cái lợi ích đó là gì? Đó là chúng ta sẽ được nổi trội, đó là chúng ta được đắc thắng, đó là chúng ta có sự năng lực mạnh mẽ, đó là chúng ta có ảnh hưởng lớn ở trước mặt mọi người. Chúng ta sẽ gặt hái nhiều cái thành công bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết được. Anh em sẽ gặt hái những cái thành công mà anh em cứ bây giờ anh em nghĩ rằng là nhờ Chúa chứ tôi làm được. Thậm chí anh em chạy xe đây nha, chạy xe đây nha, chạy xe ô tô đó anh em, nếu anh em đã có ô tô chạy biết. Khi anh em cầu nguyện tiếng mới, đột nhiên cho anh em xử lý những tình huống đó nha. Mà nó là thật, chỉ có Chúa mà thôi chứ không mà chắc là nãy ra của cái gầm rồi. Thật sự anh chị em biết, chỉ có Chúa thôi đó. Cầu nguyện tiếng mới, Chúa sẽ can thiệp và Chúa cho anh em chẳng những nhạy bén trong tâm linh mà nhạy bén hành động trong đôi tay chúng ta và trong cái bước chân chúng ta đi và giải quyết xử lý những cái vấn đề đó nha. Rất là nhanh nhẹn và hiệu quả. Nhanh nhẹn và hiệu quả. Chỉ có sự cầu nguyện thôi anh chị em. Mà cầu nguyện là gì không? Cầu nguyện liên tục. Còn thứ ba điều nữa là nãy giờ nói con điều à. Có thể dài quá thì xin phép mục sư và các tôi tới Chúa hẹn một ngày khác. Tại vì tôi thường có một cái sự lạm dụng là gì phải không? Là dạy nhiều hơn giảng. Và trong cái dạy nó có cái giảng. Và trong cái giảng nó có cái tâm tình. Nhân đó thì xin quý mục sư cũng thông cảm. Dạ. Dạ. Dạ xin phép nếu một chị là em xin phép anh nói thêm cái kia đó. Dạy tôi không bao giờ căng thẳng anh em. Tại vì anh em định tôi nguyên ngày. Tôi nói nguyên ngày. Một cái điều đặc biệt là khi tôi nói đó là có những ý tưởng cho mà tôi nói thiệt sau này tôi nghe lời đó, nghe các bạn tôi nghe bài giảng tôi đó, Chúa đó chứ ai, con cảm ơn Chúa vô cùng mà Chúa dạy con. Con cảm ơn Chúa vô cùng mà Chúa dạy con. Người thật thì phải làm việc thật. Mà cái việc thật đầu tiên là chúng ta phải làm là gì? Là cầu nguyện. Chúng ta không thể nào đến với Chúa cầu nguyện một cách giả tạo được. Không phải từ ngoài bước vào đây mà chúng ta vô đây chúng ta la tiếng lạ sùm. Cầu nguyện phải nói rằng là nhảy múa làm, phải nói rằng người ta thấy anh thuộc linh quá, anh thuộc linh quá. Nhưng mà về nhà chả có cái sự cầu nguyện gì đó. Đối diện năng đề, đối diện khó khăn gì cũng không bao giờ cầu nguyện nữa. Hỏi anh chị em, cầu nguyện không phải đến đây để làm màu. Có ai đến đây làm màu không? Cầu nguyện lên đây cái bật sống lên màu liền. Hỏi anh chị em, hãy đến với Chúa cầu nguyện một cách đơn sơ chân thật. Hãy đến cầu nguyện với cái tấm lòng giúp đỡ, với tấm lòng than khóc, với tấm lòng tận hiến trước mặt Chúa. Chúa không bao giờ bỏ qua những cái tấm lòng này. Không bao giờ bỏ qua những cái tấm lòng trong sự cầu nguyện. Ngày hôm nay có còn sự cầu nguyện trong giữa dòng chúng ta không? Với cái tinh thần đó. Có lần anh chị em mà chúng tôi trước đây thường xuyên chúng tôi có khoảng đội ngũ khoảng 5-6 anh em. Tại sao ông ra từ đây ra tới Vũng Tàu có một tôi tới Chúa không? Cứ 3 tháng ra cầu nguyện từng lễ vậy. Về. Ra cầu nguyện từng lễ về, chả làm gì ra cầu nguyện kiến ăn rồi xong rồi về.
Mà anh chị em biết rằng khi những anh em mà đầu tiên mà cầu nguyện đó, thường xuyên như vậy đó, Thánh Linh của Chúa hành động và sự mặc khải của Chúa rất là chi tiết anh chị em. Và đến ngày hôm nay khi cái cầu nguyện đó xong rồi đó, bây giờ những cái điều mà Chúa cho tôi nhận đó và những điều đó xảy ra trong sự mặc khải trước đây đó, thì bây giờ nó phần lớn được ứng nghiệm hết. Hỏi anh chị em, hội thánh của anh em có những lúc anh em phải thường xuyên cầu nguyện. Anh em biết bà Mục Sư Trung Công Lộc không? Bà trăm tuổi, hơn trăm tuổi rồi. Có lần tôi đi truyền giáo với bà ở tại Đồng Tháp. Bữa đó ngày thứ tư, bà đi với ông mục sư kia rồi nói thế này. Mục sư với mục sư thì đi ăn nha, tôi không ăn đó. Ngày thứ tư tôi kiêng ăn với Chúa. Tôi sống thọ ngày hôm nay, bây giờ tôi kiêng ăn. Tôi nói về gia đình ta đổ đãi thịt chuột ngon với bà mục sư ơi. Ông ngon dở tôi không ăn nữa. Hỏi anh em, thịt chuột, thịt gà, thịt heo trước mặt anh em đó, ngày kia ăn cầu nguyện anh em ăn không? Dạ Chúa ơi, từng này kẹt quá, đồ ngon quá, thôi để từng sau con cầu nguyện. Sự kết ước anh chị em. Cầu nguyện ngoài những nền riêng tư với Chúa, nhưng chúng ta có những giờ kết ước với Chúa nữa. Bà sống thật là thọ và bà nói về Chúa rất là minh mẫn. Già rồi, hơn 100 tuổi rồi vẫn còn nhớ và lời Chúa để mà chia sẻ. Ngày hôm nay tôi và có nhiều người ngày hôm nay mất bảy mấy tôi quên hết trơn rồi. Khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ làm gì? Gia tăng sự khôn ngoan và tri thức. Dầu già cả vẫn còn khôn ngoan. Dầu già cả vẫn còn sức lực để hầu việc Chúa. Chỉ có gì? Kết nối với Chúa trong sự cầu nguyện mà thôi. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin chắc rằng khi anh em đến với Chúa cầu nguyện thường xuyên, cái sự ảnh hưởng của Chúa trên anh em, người ta sẽ đi chặn lùng anh em ta tìm. Ông đó đang ở đâu rồi? Tôi cần ông. Thật sự người ta cần chúng ta như cần Chúa như vậy. Tại vì người ta thấy Chúa ở trong anh em. Cái câu mà ta nói là gì? Người của Đức Chúa Trời đâu rồi? Không phải người ta tìm ta giết, mà người ta tìm để người ta cầu vấn. Người ta tìm để người ta xin sự cầu thai, sự cầu nguyện và sự chữa lành. Dĩ nhiên có mấy kẻ thù nó cũng tìm giết nữa, nhưng mà Chúa bảo vệ chúng ta. Amen. Chúng ta thấy ông Eli không? Elise đó, người của Đức Chúa Trời phải không? Có ai đến tìm giết ông không? Có. Nhưng mà Chúa bảo vệ ông, phải không? Mấy cái đứa mà nó tìm giết cũng chết sạch hết. Cảm ơn Chúa. Điều kế tiếp mà chúng ta sẽ học ở đó là gì? Đó là thăm viếng. Cầu nguyện, chức vụ của Chúa Giêsu ngày thường xuyên cầu nguyện, cái điều này thật sự là miễn bàn. Tôi được sự dạy dỗ của Chúa qua những cái điều mà tôi muốn vừa tâm sự anh chị em. Và những điều này Chúa đã nhắc nhở cho tôi là con không được dừng trong sự cầu nguyện. Con không có diện lý do vì cớ con bận hay cái gì đó mà con không cầu nguyện. Hãy đến với Chúa ngay cái lúc mà Chúa muốn mình đến, chứ đừng bao giờ là chờ đến cái giờ mà hẹn. Chúa muốn chúng ta về nào, đến với đó, Chúa giờ đó. Thì anh em sẽ sẵn sinh ra những đứa con thuộc linh, sẵn sinh ra những cái bông trái thuộc linh, sẵn sinh ra những cái điều mà tốt lành mà từ nơi Đức Chúa Trời cho anh em. Mà người ta nói rằng là chỉ có Chúa làm mà thôi. Thăm viếng đó là một trong những điều rất là cần thiết mà Chúa Giêsu đã làm, mà tôi và anh chị em là người thật phải làm điều này. Khi Chúa Giêsu đến thăm viếng bà Gia-phi-rơ, ngoài vấn đề Chúa Giêsu rao giảng ở trong đền thờ, nhưng mà giờ Chúa Giêsu phải đến nhà riêng đó. Một vị cứu Chúa là Chúa của quyền năng là đến nhà. Là chẳng những Chúa đến nhà của ông Phi-rơ rồi sao đó Chúa đến nhà của ai nữa? Chúa đến nhà của ông Sa-chê nữa. Và Sa-chê là người thâu thế. Và Chúa đến nhà của ai nữa? Đến nhà của những người bị cùi, bị phun nữa. Chúa không phân biệt người nào hết. Khi người ta có nhu cầu Chúa đến liền. Hỏi anh em, người hầu vì Chúa là con cái của Chúa, chúng ta còn có tinh thần đi thăm viếng anh em mình vậy không? Khi họ có nhu cầu, họ kêu chúng ta, chúng ta có hững hờ với họ không? Hay là chúng ta nói rằng là gì? Người này không có dâng hiến gì cho nên thì đi thăm nó cái gì? Người này không có trung tín thì đi dâng cái gì? Đi thăm cái gì? Hỏi anh chị em, họ không dâng hiến á, tại vì sao? Tại họ đang bị kẻ thù cắn nuốt, họ đang bị thất bại, họ cần chúng ta thăm viếng để giải cứu cho họ. Họ đang bị bệnh, họ không đi nhóm thường xuyên, họ không có gần gũi với hội thánh của Chúa. Chúng ta cần phải đi thăm viếng họ để cầu nguyện chữa lành cho họ. Bà Gia khi vừa rồi bà nằm bị bệnh gì sao đi nói, phải không? Bà Chúa Giêsu phải đến để cầu nguyện cho bà. Có một lần trong sự kiên nhẫn cầu nguyện, Chúa nhắc nhở tôi rằng tôi đã lỗi hẹn thăm viếng nhiều lần. Tôi khóc với Chúa và Chúa tôi nhìn thấy những hình ảnh đó là những người gọi điện thoại cho tôi. Họ nói mục sư ơi, đến nhà để cầu nguyện cho em đấy. Nhưng tôi lại nói dối với họ rằng là tôi đang bận công việc.
Mục sư nói dối. Đổ thừa bận công việc, không đến thăm anh em mình. Anh em chấp nhận không? Không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà Chúa nói tôi là người đó. Tôi ăn năn với Chúa. Tôi khóc vì cớ là tôi không có một cái trách nhiệm của một người chân thật với mặt Chúa. Hững hờ trước những nhu cầu của anh em. Hỡi anh chị em, dù chúng ta là người tin Chúa lâu năm hay là người tin Chúa mới hoặc là người đang hầu vị Chúa vậy, khi anh em mình có nhu cầu hoặc là không có nhu cầu cũng vậy, chúng ta hãy tìm cách đến thăm anh em mình. Khi thăm anh em mình là cơ hội để cầu nguyện cho nhu cầu thực tế. Khi thăm anh em mình là cơ hội chúng ta biết được hoàn cảnh anh em mình đau khổ như thế nào. Khi thăm anh em có thể có cơ hội để truyền giáo cho những người mới, đặc biệt là những người đang bắt bớ họ nữa, giải thích cho họ nữa. Có một lần anh chị em biết có cái cô vợ, cô gọi điện thoại cho tôi, anh này anh tin Chúa rồi, cô gọi điện thoại nói: mục sư phải nghe nhà tôi gắt. Anh em biết 11 giờ khuya rồi nó bắt tôi ra, bởi từ nhà tôi chạy ra nói là hơn nửa tiếng hồ. À vậy đó. Tôi có gì không mà sáng mai được không? Không bây giờ ha. Mục sư ra đi, không ra là em chết á. Nó dí rồi anh em. Khi tôi ra hỏi chuyện gì anh em biết không? Ông chồng ông tin Chúa, ông về ông dẹp cái tượng Phật của cô này. Cô này cô bực quá, cô đốt cô huyên kinh thánh của ông chồng. Rồi hai người quách lộn với nhau. Chơi nguyên đêm luôn. Bắt buộc tôi phải có mặt để giải quyết. Cô hỏi một điều thế này là: có phải tin Chúa là phải làm như vậy không? Chị hỏi câu trả lời cho đúng. Thế anh em phải làm sao phải không? Tôi chạy ra thôi. Rồi cắt nghĩa rồi cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, cô đó bây giờ cô yêu mến Chúa anh chị em. Cô tin Chúa, cô bỏ hết những cái điều của cổ thật sự. Và cổ trở thành người hầu vì Chúa rất là sốt sắng. Đừng bao giờ hững hờ trước những nhu cầu đặc biệt của anh em mình. Thậm chí có những anh em mình sau giờ này anh em về nhà lục lại cái danh sách, lục lại cái số điện thoại mà lâu người ngày rồi đó mấy người đã bỏ không đi nhóm đó. Đừng nói gì cái họ nói sự tốt mình, nói sự xấu mình cho qua cái đường quanh. Bỏ hết đi ra đi. Hãy hỏi thăm họ có khỏe không. Thậm chí đến nhà họ, có thể tôi đến thăm chị được không. Hãy thiết lập lại những cái mối quan hệ. Tại sao vậy? Những người đó sẽ dễ tiếp chúng ta hơn là mấy cái anh bên những cái tôn giáo khác. Tại vì những cái người này là chúng ta dễ tiếp cận hơn nhất. Tại vì họ đã từng quen chúng ta rồi. Có thể có cái, nếu mà anh em đã có lỗi với họ thì hãy chạy đến họ để mà làm quà, để mà xin lỗi. Còn nếu là họ có lỗi với chúng ta thì hãy cầu thay cho họ và hãy tìm cách để giảng quà. Anh em sẽ được anh em mình lại. Bắt đầu những anh em đó qua thời gian mà họ yên lặng đó, Chúa đã xử họ rồi. Chúa đã kiện toàn họ rồi. Họ đang ngồi nhà đó họ chờ chúng ta hỏi thăm, mà chúng ta cứ làm gì? Cứ làm dáng, cứ làm eo, làm kiểu để rồi không đến với anh em mà chúng ta, họ chờ chúng ta đến để mà làm quà. Hả anh chị em? Lý do tại sao chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là cơn mưa cái mùa đúng nó sẽ đến, nhưng mà cái thái độ của chúng ta ngày hôm nay thì làm sao mưa mà nó xuống? Chỉ có mây thôi. Mây thôi. Hoặc là chúng ta thấy chỗ này chỗ kia thôi. Nhưng mà chúng ta không thấy được chính chúng ta là gì. Chúng ta không có đổ lòng mà không có tận hiến được những điều này. Khi anh em thăm viếng, anh em sẽ có lời Chúa đến cho họ. Anh em sẽ có cơ hội gì? Biết được nhu cầu của họ và phải giải quyết được nhu cầu đó. Khi anh em thăm viếng, anh em có thể xác định đó có phải là cái tổ để nhóm tổ tế bào không nữa. Biết đâu Chúa cho anh em trở thành điểm nhóm đó sao? Trước đây chữ nó mất rồi, thì bây giờ Chúa cho để phục hồi trở lại. Hội thánh của một sư cho dân ghi á, chúng ta thấy có rất nhiều hội thánh ngày hôm nay đó. Nhóm rất là đông. Đông nó là cái mặt nổi thôi. Nhưng mà cái mặt chìm đó là gì biết không? Hệ thống tổ tế bào lừ ở trên từng mỗi nhà. Nhân sự á, không? Là lừ ở dưới á. Họ đang làm việc một tập thể, họ hiệp nhất với nhau. Họ làm việc một cách đổ lòng, xác quyết. Từ cái người quét nhà thờ, cho đến người giữ xe, cho đến người nấu cơm, cho đến người cắm qua, cho đến người phục vụ cho ban nhạc. Hết thảy họ đều một lòng để phục vụ Chúa. Mới có một cái nhà thờ lớn được vậy. Mới có hàng triệu người tin Chúa. Hỏi anh em bây giờ hãy chuẩn bị. Tôi và anh chị sẽ là một trong những người ở dưới đó đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng ôi con muốn làm một sư nổi tiếng, đứng mình con ai cũng vô tay vỗ tay. Không, chuyện đó là Chúa sắp đặt. Còn chuyện của chúng ta có thể làm được là gì? Quét nhà thờ được không? Vụ này đâu có cấm ai. Hỏi anh chị em, khi tôi và anh chị em có tinh thần phục vụ trong sự thăm viếng thì chúng ta sẽ biết được và ý muốn của Chúa là gì trên anh em mình luôn. Thường cái người mà đi thăm viếng hay đi truyền giáo, họ hay có cái ơn của sự mặc khải của Chúa lắm. Chúa dễ mặc khải bày tỏ cho họ biết nhiều điều lắm. Cảm ơn Chúa, đừng bỏ qua cái điều này.
À, anh chị em, đừng bỏ qua. Hãy về và hãy làm điều này trên những người mà đã rời khỏi hội thánh thời gian qua. Trên những nhân sự mà có thể họ bỏ qua hội thánh, hệ phái khác. Chuyện của họ là cởi họ, nhưng mình là cứ gọi cho họ đi. Thậm chí mời họ uống nước đi, tâm sự cho họ đi, lời Chúa cho họ đi. Đừng có nói gì nữa chứ. Cầu nguyện được cứ cầu nguyện. Anh em không giờ mắc anh em mình đâu. Dĩ nhiên chăm sóc người cũ nó hơi khó đó, nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa sẽ giúp sức cho anh em. Điều thứ ba đó là hãy dạy dỗ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu ngày dạy dỗ cách chỗ mà ngài đến á, ngài dạy dỗ khác hơn những thầy thông giáo. Ngài dẫu như có quyền, lời của ngài nói ra thì có quyền phép cập theo. Tại vì người thật thì mới có vụ đó, còn anh giả giả không có đâu. Tôi không phải nói rằng những anh em mà rao giảng lời Chúa ngày hôm nay chưa có quyền năng mà gọi là giả, có thể là anh em đang mới thực tập lính mới. Nhưng mà khi anh em trung tín, khi anh em có đức tin thì cái anh em cầu nguyện, anh em cũng thấy phép lạ xảy ra này. Tại sao một người mới tin Chúa họ cầu nguyện người ta hết bệnh được? Tại sao một người mới tin Chúa chừng tháng hai tháng họ đuổi quỷ được? Còn mình người học Chúa lâu năm mình làm không được là sao? Thậm chí trước đây mình làm được, bây giờ làm không được. Thì đơn giản thôi. Mình biết tại không chịu làm. Mình biết mình yếu chỗ nào. Mình biết rằng mình sa sút từ đâu. Mình biết rằng cái chỗ mà mình đã vấp á là mình biết hết trơn nha. Nhưng mà mình đã hẹn nay hứa mai, mình lần lửa, mình không có chịu phục hồi lại. Vậy tình trạng thuộc linh của mình bắt đầu nó yếu dần, mà nó không còn cái sức mạnh trong lời giảng của mình nữa. Và xin Chúa ngài cho tôi và anh chị em là người hầu về Chúa, là người phải đi, là chính mình phải chăm và phải giảng lời Chúa. Người khi hội thánh, khi giáo hội chọn anh em là mục sư, là trưởng điểm nhóm, thì chính anh em phải là người trang bị cho chính mình và dạy lời Chúa tại cho cái điểm nhóm của mình. Tôi bị thất bại thời gian dài. Đó là khi tôi bước vào trong công tác là chăng một cái điểm nhóm, tôi sợ tôi không dám giảng. Tôi luôn nói rằng tôi không có đủ lời Chúa. Tôi nói rằng tôi không có kinh nghiệm. Tôi không có biết cái cách để giảng. Thế là tôi mời. Mà mời toàn là mấy ông mục sư thời điểm mà tôi mời là toàn là mục sư nổ không. Anh em biết ở miền Cà Mau có cái câu chuyện của bác Ba Phi á. Đúng là tôi nói là mục sư bác Ba Phi á, mục sư nấu. Giảng lời Chúa không bao giờ nói đúng lời Chúa. Toàn là nói những cái gì đâu không à. Mà thậm chí nói Chúa nói một mà nó phải tới cả trăm lần. Có lần cô bác sĩ này là cô làm chứng cho cái vị kia, cũng là bác sĩ nhau mà cô mời tôi đến để cầu nguyện. Rồi anh em biết cô nói gì không? Cô nói quá lố đi. Lúc đầu tôi mới ra nói, sao nãy bác sĩ nói lố dữ vậy? Cô nói, nhiều khi mình nói dối không mới nghe. Mình nói dối mới nghe, còn nói thật không nghe. Hỏi anh chị em, không đâu anh chị em. Mình giảng lời Chúa là mình phải nói thật nghe. Cái điều thất bại của người hầu vì Chúa là chúng ta mời những người, kêu những người mà những người đó không có sự kêu gọi vào trong chức vụ thật sự. Những người đó là những người không có cái sự kết nối, có tinh thần thuận phục thật sự. Là những người không có ơn thật sự. Là những người không có đủ lời Chúa thật sự. Và khi họ có tấm lòng sốt sắng, họ đi giảng, họ đến chúng ta. Mục đích là họ để chụp hình thôi. Mục đích là họ để muốn đăng lên cái trang mạng là ôi tôi đã từng đến chỗ này, tôi đừng đến chỗ kia. Để chi? Để làm màu, để lấy le thôi. Để câu view thôi. Mục sư ngày hôm nay có nhiều người mục sư câu view lắm. Biết có đụng chạm ai không nữa. Dĩ nhiên là anh em mà cũng nhắn tin thích thì trang của tôi cũng khoái lắm. Nhưng mà tôi muốn nói một điều. Hãy là thật anh chị em. Anh em khi giao giảng lời Chúa một cách thật thà thì chúng ta không có sợ hãi gì chứ nhé. Lý do tại sao hội thánh có nhiều cái sự phân rẽ. Có nhiều người rời khỏi hội thánh. Có nhiều người họ không có trung thành với hội thánh. Là tại vì chúng ta là người chăng không có dạy trực tiếp cho bầy chiên của mình. Kinh Thánh nói là chiên ta nghe tiếng ta. Nếu sau này quý vị ngồi tại đây tất cả chúng ta là được mục sư hết. Tại vì sao cơn mưa xuống là có sẽ có hàng triệu người tin Chúa. Mỗi một người trong chúng ta là trăm người, ngàn người. Quý vị phải là người chăng đó. Thì lúc đó là lúc quý vị phải có lời Chúa cho họ. Thì lúc đó là lúc nào? Có thể tháng nữa tới đó. Và có thể 10 năm nữa. Hoặc có thể năm nữa. Hãy chuẩn bị cho ngày hôm nay. Về học lời Chúa.
Không phải tới chừng giảng lên lên trên mạng hay là xin cái anh EI gì đó là xin bài giảng. Phải không? Phải EI không? AI không? Xin lỗi tôi không biết tiếng Anh. Hoặc là kêu anh Google anh tao cho bài giảng, không có vụ đó đâu. Và chính mình là phải gì? Trang bị cho chính mình. Và mình phải dầm thấm từng lời, từng chữ, từng ý tưởng mà Chúa ban cho mình. Chúa luôn hứa là Chúa sẽ ban lời của Ngài cho người gì? Ngài chọn. Và Ngài sẽ dạy họ. Rồi sau họ là người được dạy cho người khác. Hội thánh của Chúa cần phải nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Mục sư phải nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Hôm trước tôi chia sẻ với anh em, tự nhiên Chúa nhắc nhở tôi nè. Quyển Kinh Thánh của con đâu mà không cầm lên? Tự nhiên Chúa nhắc nhở tôi vậy. Tôi nói, tự nhiên tôi, ồ sao kỳ vậy? Chúa nói câu tự nhiên tôi giật mình anh em. Tại vì sao vậy? Thường xuyên tôi cầm iPad không à. Tại lúc tôi cầm điện thoại nữa. Tự nhiên tôi nói, con hãy cầm cái Quyển Kinh Thánh tôi lên. Thế là tôi quảng hồn, tôi chạy đi tìm cái Quyển Kinh Thánh. Tôi Quyển Kinh Thánh nó nằm ở đâu rồi? Không ngờ Quyển Kinh Thánh nó nằm mút trong kẹt á. Tôi lôi ra, Chúa xin lỗi Chúa vì con bỏ nó lâu quá rồi. Tôi bắt đầu phải đọc Kinh Thánh lên anh em. Hãy đọc lời của Đức Chúa Trời trong cái quyển sách này. Đừng cứ nghĩ rằng đúng cái quyển, cái iPad, iPhone là tốt anh em phải để đi chỗ này cũng tiện. Nhưng mà khi anh em giảng lời Đức Chúa Trời thì hãy cầm Kinh Thánh lên. Anh em cầu nguyện đuổi quỷ thì hãy cầm Kinh Thánh lên chứ đừng cầm iPad lên đuổi quỷ. Nó sẽ giật nó bỏ nó chạy. Tại sao vậy? Con quỷ trộm cắp nó khoái lắm. Anh em mà cầm quyển Kinh Thánh không có đứa nào mà dám giật cái chân á. Cảm ơn Chúa anh em, sau đó thì Chúa nhắc nhở tôi thay đổi trong cách sống của tôi, thay đổi trong cách mà giảng, mà trong cách mà đọc lời Chúa tôi phải nghiêm túc trở lại, không còn cẩu thả nữa. Cảm ơn Chúa, Chúa tha thứ tôi rồi anh em đừng định tội tôi nữa nha. Cảm ơn Chúa, qua lời của Chúa xin Chúa Ngài cho tôi và quý anh bà anh chị em hãy là người thật, hãy lấy lòng thật thà rao giảng phúc âm của Chúa và hãy rao giảng như lời sấm truyền. Chừng có những người thật, họ nói lời Chúa thật, họ mới rao giảng như sấm truyền thôi. Mình không có sợ hãi, mình không có xấu hổ. Tại vì sao? Tại vì lời Chúa là thật cho mình, mà mình đang sống thật ở trong lời đó. Lời đó mới đem đến sự bè cách, mới đem đến sự chữa trị, mới đem đến sự chữa lành, mới đem đến sự phục hồi, mới làm đến sự gia tăng đời sống cho anh em mình. Khi lời Chúa thật sự đến cho anh em mình, như là nước làm tưới mát tâm hồn của anh em mình lại. Như là búa đập vỡ tất cả những sự cứng cỏi trong đời sống của chúng ta. Như là lửa để thiêu đốt tất cả những cái gì mà xấu xa cặn bã trong đời sống của chúng ta. Lời Chúa mới có thể làm chúng ta được trở nên tinh sạch, làm cho tôi bạn trở nên tinh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Chúa phải đến từ người chăng của anh em. Ngày hôm nay chúng ta thích nghe cái mục sư này mục sư giảng. Hội thánh nhà chẳng ai bao giờ lên trang mạng để mà tìm để nghe, toàn là qua mục sư này sư kia đi không. Tao mấy mục sư kia là cũng chả có cái gì bình thường này. Đi tôi không phải là tôi ghen tị anh chị em. Tôi không phải là ghen tị anh em gì đâu. Chiên ta thì nó phải làm gì? Nghe tiếng ta. Mà chiên ta nó nghe toàn là tiếng người dân không à. Tiếng người dân không à. Tiếng người lạ không à. Tiếng cái ông nào lạ quắc lạ quơ nó nghe suốt à. Còn tiếng của cha mẹ nó nói không có nghe. Con lần tôi đi xuống ở chỗ mục sư này ở tại Gạch Giá. Khi chia sẻ lời Chúa, ông sư nói thầy mục sư cầu nguyện cho đệ tử tôi này. Hỏi chuyện gì? Nó nghe mục sư Quỳnh Quốc Khánh, mục sư Tê Bưu Xua. Nó nghe riết rồi bây giờ nó nói rằng là mục sư không bằng mục sư Quỳnh Quốc Khánh. Ông thấy người ta không? Ông gì nè? Ông giảng, ông hãy bắt chước người ta coi. Ông nói tôi giờ mục sư cầu nguyện giải cứu giùm nó thôi. Giải cứu sao giờ? Tại nghe riết ghiền rồi anh em. Tôi hỏi chứ là nó kêu ông mục sư kia cầu nguyện giải cứu cho nó không? Ông mục sư Khánh không phải là giảng sai, giảng đúng, tôi không phải là phê phán ông này. Nhưng mà tôi nói rằng là cái đứa này nó ghiền ông kia luôn rồi, nó bỏ ông mục sư nhà. Ông cầu nguyện giải cứu cho nó, chữa lành cho nó, giúp đỡ cho nó, tài chánh, giúp đỡ tất cả mọi sự. Nó không bao giờ biết ơn ông. Nó không bao giờ quan tâm ông, nó quan tâm ông kia thôi. Mà ông kia cũng chả bao giờ cầu nguyện cho nó cái gì. Nó chỉ nghe thôi. Vậy mà nó nói rằng giờ con thích mục sư Khánh à. Ở đây có không? À, cái này hơi lạ nha, có cái đề nha, hơi khó hay không? Nhưng mà hỏi anh chị em,
Chúng ta phải nuôi mình bằng lời của Chúa để mình có để mình cho dân sự. Và dân sự phải có lời Chúa để họ không còn chạy đi chỗ này chỗ kia nữa. Và họ sẽ nuôi, họ có lời Chúa để họ sống mỗi ngày. Và chúng ta phải dạy liên tục anh chị em. Phải dạy liên tục. Đây là điều mà tôi quyết định trong thời gian qua là tôi dạy liên tục ở trong khu vực. Để chi? Để hội thánh dân sự của Chúa phải có lời Chúa để họ họ được vững vàng, được mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngày ban phước cho quý bà anh chị em. Tôi xin dừng lại ở chỗ này. Một người muốn có kết quả, muốn trở thành người mà đem cái sự phấn hưng, đem sự sống, đem sự tươi mới cho nhiều người khác, thì anh chị em phải là người thật của Chúa. Và chúng ta phải là người làm việc thật trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Không phải là một người giả mạo, không phải là giả tạo, mà chúng ta phải nhận ra được những người giả đến với chúng ta để chúng ta khước từ chống trả họ. Và anh em là người gì? Phải là người làm công việc Chúa một cách là thật lòng, thật thà, chứ không phải là một cách cẩu thả, làm để lấy lòng ai hết. Mà chúng ta đang làm việc cho cha của chúng ta. Điều đầu tiên anh em cần phải làm đó gì? Cầu nguyện là phải có thường xuyên trên đời sống của chúng ta. Thứ hai là phải là người đi thăm viếng chăm sóc. Chúng ta đừng nghĩ làm thầy là một sư mới đi chăm sóc đâu. Người tín đồ cũ cũng thể chăm sóc được tín đồ mới nữa anh chị em. Và chúng ta phải là người là gì nữa? Dạy lời Chúa, khiến người ta trở thành môn đệ của Chúa. Và điều cuối cùng là tương tác. Đúng không? Chúng ta đừng bỏ qua điều này. Hãy thường xuyên tương tác với nhau, gặp gỡ với nhau, gần gũi với nhau để xây dựng cái mối quan hệ ở trong tình yêu của Chúa Giêsu. Đừng để kẻ thù nó nhân dịp mà chúng ta thiếu vắng cái mối quan hệ này, nó chen vào, nó kéo chúng ta đi ra khỏi. Nhưng mà hãy làm gì? Hãy sống tương tác với nhau trong sự thông công, trong sự gần gũi với nhau. Giáo hạt này với giáo hạt kia phải gần gũi với nhau. Hội thánh này hội thánh kia phải gần gũi với nhau. Hội thánh của giáo hạt này và hội thánh giáo hạt kia phải gần gũi với nhau. Cớ gì đâu mà nhìn giống như là còn hơn cái hệ phái vậy? Hơn hệ phái này hệ phái kia nhau là sao? Chúng ta không thể nào để những cái rào cản để mà ngăn trở chúng ta được. Mà chúng ta đừng bao giờ sợ mắt chiên anh chị em. Ở trong hội thánh nhau không có sợ mắt chiên đâu. Chiên gì đâu của mình đâu mà sẵn. Chiên chỉ có Chúa mà. Mà khi anh em mà được cơ hội thờ phượng Chúa như vậy, anh em được gây dựng đức tin, giúp đỡ lẫn nhau. Hãy tránh xa những người đến dụ dỗ chúng ta bằng tà giáo. Những người đến lôi kéo chúng ta ra khỏi cái sự hiện diện của Chúa là hãy cấm tiệt điều này thôi. Còn những anh em mình là chúng ta nên là gì? Hãy tương tác với nhau, hãy gần gũi với nhau. Chúa Giêsu cũng đến gặp những cái vị đó. Chúng ta cũng phải là gì? Đôi lúc anh em phải về gặp những người mà Chúa đang cần, đang chờ đợi anh em đến gặp họ. Để khiến họ trở thành gì? Anh ghê, khiến họ trở thành người của Đức Chúa Trời, cho nên trong họ trở thành mục sư á. Và anh em sẽ thấy gì không? Thấy là chức vụ chúng ta sẽ được kết quả trong nhà của Chúa. Amen ha. Chúa ban phước cho các tôi tớ của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Tôi xin kết thúc. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.